Ơi, cuộc sống bon chen. Cái này là thầy em cái này không, tức là cái mực nước mà nếu mà để đạt từ 0 đến 1 thì cái mực nước thì cái 100 tới 0 0,5 người này, mà chăng khi đó yêu cầu Bây là giờ vậy nè em đang chuẩn quá. Em muốn chỉnh cái tầm mực nước bao nhiêu quá thì em chỉnh nó tiền xử lý. Hiểu chưa? Em hiểu vấn đề chưa? xử Có nghĩa là gì lý. nè, trong cái khối mờ chứ không phải trong bộ điều khiển mờ nha, trong cái khối mờ của MATLAB em nên chuẩn hóa về 0,1 từ 1,1 vân vân. Nhưng mà đến lúc mà em chỉnh cái tầm bao nhiêu đó, em đâu có vô trong bộ điều khiển mờ em trong em đâu có vô trong cái khối mờ mà em chỉnh, nó mất công quá nên em mới chỉnh nó cái tiền xử lý để em scan cái khoản về phù hợp. Được chưa? Vậy em hiểu rồi. Rồi, hiểu rồi, làm tiếp đi. Rồi. Còn ai hỏi gì nữa không?